Sau một thời gian vắng bóng hồi đầu năm, Suzuki Seat đã trở lại vào tháng 4 với phiên bản mới, tăng giá 5 triệu đồng và động cơ đã đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Giá niêm yết của xe sau khi tăng là 534,9 triệu đồng. Mẫu xe này vẫn được nhập từ Thái Lan với một phiên bản duy nhất. Tuy nhiên, theo thông tin từ tư vấn bán hàng đại lý, mẫu xe này đang được giảm giá cho bản mới nhất vừa về, với mức giá 498 triệu hoặc 499 triệu đồng, tùy nơi. Ngoài ra, khách mua xe thời điểm này còn đang được tặng dán kính, trải sàn hay bọc sàn da. Mức giá mới này sẽ giúp Suzuki Seat, mẫu sedan hạng B ế ẩm nhất phân khúc tăng sức cạnh tranh trước những đối thủ khác như Hyundai Accent, Toyota Vios hay Honda City. Trong đó, Vios sẽ chuẩn bị có thế hệ mới tại Thái Lan trong tháng 8 tới đây, hứa hẹn sẽ về Việt Nam trong thời gian gần. Suzuki Seat 2022 về Việt Nam lần này có thay đổi nhẹ ở ngoại hình, với bộ tem thể thao ở hông. Các trang bị ngoại thất khác vẫn giữ nguyên như bản cũ, với đèn chiếu sáng LED, mâm đa chấu 16 inch. Ngoài ra, mẫu xe này giờ được dán phim cách nhiệt kính sẵn ngay từ nhà máy. Ở nội thất, Seat 2022 dùng màn hình Android với kích thước 9 inch. Với khả năng tùy biến cao, màn hình Android mang đến nhiều ứng dụng và kết hợp với hệ thống camera hành trình trước sau của Vietmap được gắn sẵn lên xe. Camera hành trình này được tích hợp các tính năng cảnh báo lệch làn hay khoảng cách tới xe phía trước. Các trang bị đáng chú khác trên Seat được giữ lại, từ bản cũ có hệ thống đề nổ nút bấm, điều hòa tự động, ghế xe bọc da. Động cơ xe vẫn là loại 1.4L công suất 91 mã lực và mô men xoắn 130 Nm kết hợp số 4 cấp. Một số thiếu sót về trang bị trên Seat vẫn khiến nhiều người phàn nàn là không có hệ thống cân bằng điện tử và chỉ có hai túi khí phía trước. Hệ thống cân bằng điện tử đã trở thành tiêu chuẩn trên nhiều mẫu xe cỡ B như Vios và City. Mặc dù 498 triệu đồng là giá thấp nhất của Seat trong năm nay nhưng đó chưa phải mức thấp kỷ lục của mẫu xe này. Hồi năm ngoái, Seat có giá bán thực tế chỉ chưa đầy 470 triệu đồng. Tuy có giá liên tục giảm và thấp hơn các đối thủ, nhưng doanh số Seat vẫn thấp nhất phân khúc trong cả năm 2021 và nửa đầu năm 2022.